Bạn đang chuẩn bị mở một cái quán cà phê hay là chuẩn bị về nhà mới mà chưa biết trồng cây gì. Bạn có thể đang tìm kiếm một cái cây nào đó vừa trồng ở ngoài cái nơi nhiều nắng, hay thậm chí là muốn cái cây để chúng ta trồng ở ngay cái khu vực mà ít nắng nhất, thì cây phát tài núi là một lựa chọn dành cho các bạn. Cái không gian quán cà phê hay là một cái không gian ở trên tầng tung mà các bạn lựa chọn sai mặt cây, hoặc là những cây mà không thể chịu nắng được, thì bạn có thể nghĩ đến trồng cây phát tài núi. Trước mặt các bạn đây là một cây phát tài núi mà bản thân Tuấn đã được trải nghiệm ở trong gia đình, và Tuấn cũng sản xuất với số lượng rất là nhiều. Hiện nay thì cây phát tài núi được người chơi biết đến như là một cây vừa tạo phong thủy và không bị sâu bệnh, và lá nó xanh quanh năm, cho nên nó được lựa chọn như là một cây thay thế với hầu hết những cây là những cây chơi dạng lá, cây nội thất. Thì cái cây này đều được trồng ở trong nơi mà ít nắng, như cây nội thất ấy. Đấy, trong phòng quán cà phê hay là văn phòng của các bạn đang ở đấy, thì cái cây này nó kháng bệnh, hầu như chúng ta trồng thì chúng ta không phải phun thuốc làm gì. Tuấn trồng nó trên một cái bầu vải như thế này, rất là khỏe. Anh em mình về có thể cho sang chậu, rồi là có thể trồng ở dưới đất, tùy vào cái mục đích của anh em. Một cái cây với giá trị là 650.000, nó đã giải quyết được hoàn toàn cái vấn đề muốn trồng nó thành một cây nội thất hoặc là chơi cảnh quan sân vườn đều được các bạn nhé. Rồi các bạn có thể sử dụng cây phát tài núi để các bạn kết hợp nó trong cái khuôn viên, ví dụ như là tiểu cảnh, hồ coi, hay đơn giản là các bạn muốn trồng nó ở trên chậu. Sở hữu một cái màu lá xanh quanh năm, hầu như là không bị rụng lá, và nó đẹp như thế này, tao nó giống lá dứa đấy chứ, đúng rồi, nhưng mà nó tuyệt vời hơn cây dứa, đó là nó không có gai, lá thì nó mọc chỏng như thế này, rất dễ trồng, không bị sâu bệnh. Và cái hiệu quả về mặt phủ xanh thì phát tài núi là một lựa chọn tương đối là tối ưu các bạn nhé. Thì bạn nào mà quan tâm đến cái cây này thì Tuấn xin ship cho các bạn một chậu thôi, hoặc là số lượng nhiều thì mình để cho các bạn giá là 650.000, đã chưa bao gồm cước vận chuyển các bạn nhé. Cây được đang nằm sẵn ở trên bầu này, rất ổn định. Đấy, cho nên là anh em rất là yên tâm. Về quy trình mà chăm sóc, chăm bón nó thì rất là đơn giản thôi. Một năm các bạn chỉ bón khoảng 3 lần. Đấy, cứ dùng phân hữu cơ hoặc là những cái loại phân hóa học NPK, nhưng bón tỷ lệ ít thôi. Cây này thì nó cần là nếu trồng ở trong chậu thì các bạn nên là tạo cái lỗ thoát nước nó vừa đủ để cây nó thoát nước tốt và nó dưỡng ẩm các bạn nhé. Cây nó sẽ cho lá quanh năm. Thì nếu mà các bạn ở trong văn phòng ấy thì nên là chúng ta lựa chọn hai cây, một tuần các bạn để nó ở trong văn phòng, thì sang tuần thứ hai bạn lại đảo vòng. Đấy, thì nên lựa chọn, các bạn nên tối ưu đó là lựa chọn hai chậu là ít nhất, để các bạn luôn luôn cây nó tươi mới nhất và đảm bảo một cái chất lượng của cây nó bền nhất, màu xanh là nó tối ưu nhất khi các bạn trồng cái cây phát tài núi các bạn nhé.